xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Mời quý vị và các bạn cùng nghe MC tại đám cưới nhà trai ở Xuân Long nha. Đây là mọi người sau khi ăn xong đã bắt đầu uống nước và MC. Quý vị nhớ bấm đăng ký để đón xem những video tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn nha. Đây chúng ta cùng nghe MC giữa gái Xuân Long và trai chiến thắng nha. Vâng, em đặt máy đã. Thỏ nhìn vào đây cười cái này, nhìn vào đây cười cái này nó mới đẹp là chị ạ. Không cần cười đâu. Nhìn thằng thảo vào đây một tí. Anh xin nói chứ, đừng có chị không cười. Chiến thắng đối đáp với gái chủ nhà Xuân Long. Gái rất xinh. Đẹp đôi. Gái cho anh đợt nhiều đấy. Khai máy à? Anh đã cao lại còn ngồi chỗ cao. Đấy là cao 2 ngồi bên ngoài thì đẹp. Các chị đến lâu chưa? Ừ. Ôi dồi ôi, sao đi sớm thế? Em 12 giờ mới từ nhà vào. Bây giờ là 12 giờ. Bao lâu chưa? Em vào được lúc rồi. 10 giờ à? 10 giờ thì nào rồi. Lần đi muộn vào sai cái ký ở đây rồi. Ờ, ký đâu rồi? Anh em ở nhà đi vào chứ. Tiên sinh TV. Xem được hả? Nhưng mà trẻ con đăng ký cho mình xem thôi. Người già xem MC thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bé bé xinh xinh ra mời rượu khách đây này. Uống hết rồi đấy các chị ạ. Đây là chị chủ nhà mời. Chị chủ nhà bé bé xinh xinh. Chị chủ nhà bé bé xinh xinh đang mời rượu khách đấy. Uống hết rồi nhá. Chị uống để nhớ hết đi. Mời chú tiên sinh một chén. Ồ, nhớ em với. Tiên sinh mình uống hai chén. Tiên sinh là xong à? Xin bảo xong rồi là. Hai chén liền. Em vừa mới đây thôi. Thôi một chén được. Hai chén. Em cảm ơn nhá. Và gia đình chị ở Nhật Nam đón được con cho mình cũng nhá. Cảm ơn nhé. Rồi chị ạ. Chị hôm nay không hát à? Sao lại không hát? Hát xì cùng với anh Chiến Thắng đi. Anh Chiến Thắng lắm. Đây này, hai anh đợi lâu không ấy. Yeah.
Thì chú coi chú phỏng vấn mỗi bạn một tí thôi mà, một đoạn thôi nhá. Xong rồi mình xem nhá. Mỗi người 200 đồng, 5 người là 1.000 nhá. Cảm ơn tất cả quý các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn trong những video tiếp theo nha. Quý vị nhớ bấm đăng ký để đón xem nha. Để ba máy được rồi. Nào mấy em chạy đâu cho thoát.